bài gì trời? Hát nằm dương tơ mới đầu vô ca sao ta? Đêm đêm với anh đèn màu không? Đêm đêm dưới ánh đèn màu, chim y rực rỡ dài tuồng qua thân, khóc cười cười khóc người ơi, mong đem tiếng hát lời ca cho đời, dương mang lấy kia cầm ca thăng dầm bảy đồi. Nhưng lòng chẳng nào rải đây mai đó người ơi. Thôi ghê, bài đó ghê. Chị Thi hát hay quá à. Bài đó không hay không? Chị Thi hát bài ruột của chị Thi đi. Bài ruột hả? Dạ. Đúng rồi, nhắc mới nhớ. Thầm chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi, ngày buồn đã tới nay giây phút tôi sang người, tình đã úa nhau mình đã thôi nhau, từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu, nẻo đường năm xưa giờ vắng lành chiều mưa, lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thiên thừa, người thương ai rồi người hết thương tôi, người đâu biết rằng lòng này tan nát tới bời, yêu thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu, tưởng là bên lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau, qua bao than ngày bơ vơ chốn này, anh vui với ai rồi mà thôi đâu có hay. Đùa đó em, chị bị sạc. Chị Thi thật hay quá à. Khúc này để lại nha, còn khúc trước cắt đi nha. Khúc trước bị trời ơi, khúc trước là cái giọng chị nó chưa có vô vàng được, đúng không? Ủa em ở đâu? Dạ. Em ở đâu? Em ở Đồng Nai chị. Đồng Nai, còn em chạy lên đây hả hay là em muốn nhà đây? Em muốn nhà đây ạ. Bd vui đó. Dạ. Bd làm gì cũng vui á, ở đâu có bd là có mặt cười nha. Thấy chị Thi vui ghê luôn á, dễ thương nữa, thoải mái đó. Dạ. Hay không, hay không? Hay. Trời ơi, hay dễ sợ luôn. Trời ơi. Chị Thi, vậy là chị Thi mê giọng hát từ nhỏ à? Thi hết hát từ nhỏ hả? Mê hát mà hát không có hay. Hay mà, em thấy hay mà chị Thi. Cứ thấy hay đó, nhiều khi mà nha, giới người ta nói chị chưa đúng điêu luyện bạn. Trời ơi, em thấy hay mà. Chị biết siết. Em biết siết hả? Chị biết siết, siết gì chị? Siết xe đạp nè, siết xe đạp nè. Dạ. Không, siết xe đạp nữa. Siết cầu thang, siết dù, dù bự bự nha, dù đài á. Mấy dù nhỏ nhỏ. Tập cái đó nó khó không chị Thi? Cả chục năm mà. Tập á, tập cũng 2-3 năm á. Dạ. Tập cái đấy cực ha chị Thi ha, với cả nó cũng nguy hiểm nữa. Đúng rồi. Dạ. Chị cũng bị tai nạn. Anh xí dầu phai thì ông thầy không làm, bên lỗ ban không làm, thầy ông lỗ ban không làm. Xí dầu phai. Hồi đó ông mấy người chị mà chuyển giới mà đi được trước á, mấy chị đó xí hay lắm á. Dạ. Mấy chị đó hay lắm, mấy chị đó tài lắm. Có nhiều người xí dầu phai nè, có nhiều người đỡ lưu, đỡ xe, mấy chị đó tài lắm. Có. Chị cứ ăn lưỡi lam được, ăn miễn chai được. Có nguy hiểm không chị? Có gây em thì nó tổn nếu thương. Mà làm không kỹ thì nó sơ suất thì nó sẽ chạy miệng, rách miệng. Dạ. Còn nếu mà làm cái biết kỹ thuật nếu tí xíu thì nó sẽ không bị. Những cái độ nguy hiểm ở đây người ta lại thích thú coi nhất là một điều đầu tiên là nhai. Dạ. Điều thứ hai là nuốt. Dạ. Ừ.
chị có mấy cái đoạn clip ở trên YouTube á, siết ăn nhai lưỡi lam nhai bóng đèn ở trên á, làm nước chị có mang em nha, 20.000 một giá chụp liền đứa hôn bị đê á, dễ lật kèo đó đúng không em nè. Xin lỗi các cái khúc đó nha chị, em mới làm thầy bài. Dạ. Dạ. Em chị sáng là người sáng đó. Quay YouTube đó. Đây em, đây nè. Đây nè. Quay luôn đi không sao đâu. Dạ. Ba người này nè. Dạ. Đây đều là chị em BD với nhau quen lâu năm rồi đó. Dạ. Đó. Lâu lâu nhà có mặt nhờ nó qua nó quét giùm. Coi coi. Không có xóa nè. Không có xóa đăng lên rồi. Được một rồi. Chị Thi hát hay mà. Ờ, giọng chị Thi ngọt quá ha. Gì? Giọng ngọt quá. Dạ, giọng như thế ngọt nè. Quá xuất sắc. Cái giọng giống như ông kẹ vậy. Trời ơi. Giỡn chứ. Bây giờ trở lại vấn đề á. Em thấy á, nhiều người á, những người mà chuyển giới người ta ngại buôn bán. Tại vì á, điều đầu tiên á, họ muốn họ trăng. Dạ. Họ muốn họ đẹp. Dạ. Nhưng mà có nhiều cái tình thế ép buộc, nhiều cái chương trình, nhiều cái chuyện để bắt buộc mình phải làm. Để làm gì? Để mình tạo ra mưu sinh cho mình. Ví dụ giống như mùa dịch nè, mình ít đi show, mình ít đi diễn. Thì bây giờ hỏi em mình làm gì? Dạ. Không lẽ ở nhà. Mà giống như gia đình mình thì không có ai giàu có, ai lo cho mình được. Dạ. Tự mình buôn bán, mình kiếm thêm nhau. Nhà ví dụ 900, đỡ 100, 200, đỡ 200. Dạ. Mà em biết đó, chợ BD mà ăn xài thoải mái lắm. Người ta không phải là người ta không biết suy nghĩ. Người ta ăn xài thoải mái cũng như là người ta còn cái gì đó, một tí xíu, một cái tánh thoải mái, rộng rãi á. Cho nên người ta ăn uống người ta không có tánh đo. Nhưng mà ngược lại bây giờ em nghĩ đi, một ngày chị lời 100, 200 ngàn, nhiều khi chị ăn 200 mấy 300. Chị nói thiệt, nhiều khi ăn uống chị đâu có cử mấy cái chuyện đó đâu. Ăn là ăn, uống là uống, không có ngại mà sợ hết tiền. Nhưng mà chị nói là chị còn làm được, chị còn kiếm tiền được, cứ ăn thôi mà. Những người chuyển giới hay là những người lép hay là những người trong cộng đồng, họ giống như người bình thường, rất là nhiều người bình thường luôn á. Họ không có suy nghĩ về vấn đề họ, mình họ chỉ khác cái giới tính thôi, chứ thật sự bản bản năng bản chất của họ giống như người bình thường. Giống nhiều người, có nhiều người hay hồi xưa người ta hay hỏi là BD ban ngày sống như thế nào, đúng không? Có nhiều người hồi xưa cũng hay hỏi BD ban ngày sống như thế nào, cũng giống như cái tương tự cái câu hỏi của ca sĩ vậy đó. Hồi xưa mình không biết ca sĩ nổi tiếng đó ngày ban ngày họ sống như thế nào. Họ vẫn bình thường, họ vẫn hoạt động tình cảm gia đình, họ vẫn hoạt động tình cảm yêu đương, họ vẫn hoạt động một cái gì đó của gia đình họ, hoặc là bản chất riêng của họ. Họ vẫn hoạt động bình thường thôi. Người đời sống sao thì họ sống vậy, người bình thường sống sao thì họ sống vậy, kể cả các Thi cũng vậy. Những người trai gái họ sống sao thì các Thi sống vậy thôi. Họ có nội tâm, các Thi cũng có nội tâm, họ có tình cảm, các Thi cũng có tình cảm. Bye nha cô đồng, bye bye anh nha. Cảm ơn anh ạ. Thôi để bán xong rồi chuyển khoản qua nha, rồi có gì cúng giùm nghe không. Bye bye cô đồng nha. Anh dễ thương quá ha. Qua nhớ nhớ cũng cầu an nhờ dùm cho em nha chị. Cảm ơn chị nha. Cũng chị lúc này chị đã chờ hai bé bầu. Anh là fan ruột của chị Thi mua bánh chén đúng không chị Thi? Bé này hồi xưa hồi đó bán bánh tráng nướng ở ngoài. Bánh tráng nướng. Mới đi nghỉ dùng về. Dạ. Về được 2-3 năm rồi. Dạ. Yeah.
thương, nói chuyện dễ thương quá. Bye em nha. Mai hẹn gặp lại. Ngày nào cũng ra chị Thi ngồi chơi hả chị không, Thi? Lâu lắm, lần đầu tiên nó ghé qua. Dạ. Bé này mới ám tôi hoài nè, qua đây má. Bé này hả? Bé đó, nó mới qua hoài, ngày nào nó cũng qua. Tại nhà nó cũng đây. Dạ. Nó gần trong đây, nó ghé qua. Nói vậy chứ đâu phải chị xế chiều, người ta mới mua đông được. Khoảng mấy giờ thì mình đông hả chị Thi? Không, nó đông ở đây. Tắm kỳ cho sạch nha. Nó đông mà đông như người ta xếp hàng chờ đợi không có đâu. Dạ. Yeah. Người ta lai gai, lai gai. Để mưa, người ta ghé ngang bê đê, ô mô, ống kính, ghé hết. Vui ha. Ta đã biết mình bán á. Có nhiều người ta cũng khen, có nhiều người ta cũng chê. Người ta khen, khen là hỏi ha, nói con này bê đê mà biết làm ăn, biết cố gắng buôn bán. Dạ. Yeah. Còn có nhiều người chê, nói thấy mình bán, chứ họ nói, ủa sao bê đê mà phải đi bán? Họ cái bê đê phải đi. Dạ. Còn nhưng mà mình bán thì họ cũng hỏi sao mình bị đê mình bán. Dạ. Họ nói nhưng các thi thăm cảm giác hài lòng khi mình ngồi đi mình bán vui đây vui. Ngồi nhìn người trải qua người trả lời thấy gì trong nhà mình nhìn qua buồn. Mình nên mình à mình buồn. Chị đây chị Thi ở lại, chị Thi ở đây một mình chị Thi hả hay không, là ở với ba hả chị Thi? Ba mẹ còn. Dạ. Ba mẹ sống dưới kia, ba sống dưới đây. Dạ. Rồi mình làm, mình kinh doanh chút đỉnh, mình có gì đó mình giúp được cho ba mình. Dạ. Giúp được cho gia đình mình, được giúp. Dạ. Mình lo thì mình không lo, nhưng mà mình nói từ mình giúp thôi. Chị Thi ơi, Cát Thi là cái nghệ danh của mình, còn tên đầy đủ của mình là gì chị Thi? Nguyễn Chí Hùng. Nguyễn Chí Hùng. Tên trai kìa ha. Dạ. Tên trai. Cát Thi hay ha, Cát Thi. Cát Thi là tự tôi nghĩ đặt á. Nghe tôi hay. Dạ, nghe hay. Tại vì xưa Cát Thi rất là ái mộ nữ ca sĩ diễn giới Cát Thi. Dạ, em biết, dạ. Rồi Lucky Cát. Mình đặt tên Cát Tiền luôn sao được. Dạ, đúng rồi. Mình phải nói Lucky Cát. Cát Tường thì nó quá bình thường rồi. Dạ. Thi là Thi, trong từ Thi ca đúng không chị? Không. Thi là tên của người nữ á. Thi dài nhưng mà cũng trong từ nghĩa cũng là thi ca mà chị. Ca trong từ ca hát á. Thi ca hát sao thi được không? Thi ngắn. Ca thi ca phải không? Dạ. Cuộc thi phải không? Dạ. Là thi ngắn. Nhưng mà đôi khi tiếng Việt mình nó lai lái á. Không, không lái được đâu. Nó chính thức là theo văn bản là nó phải là thi ngắn. Cuộc thi là y ngắn. Còn thi y dài này có nghĩa là gì chị? Thi dài là thi đó để là đặt tên dành cho người nữ. Yeah. Thi dài đặt tên cho người nữ. Còn thi ngắn là dành đặt cho tên cho người nam. Thi cuộc thi á, cái tên nó định là dành cho người nam. Nó đã nói là tên là Nguyễn Thị Thi đi, ví dụ là vậy thì là y dài. Bởi vì cho nên người ta hay bị lộn hai cái từ đó. Dạ yeah, đúng. Nhưng mà các thi cũng thích bên cái mẫu chuyện của một cái bài ca của cái mẫu chuyện của chuyện này Trinh Nữ Tinh Thi. Dạ. Một chuyện. À có cái bài hát đó cũng có bài thơ thi coi bi không thi. Dạ dạ đúng rồi. Dạ em có biết bài đó không hay. Hồi xưa thích bài đó, rồi nghe ca cái nó động tình cảm á, rồi nó tràn đầy nghị lực, cái tiếng mình cảm giác là nó tràn đầy cái gì, không phải tràn đầy nghị lực mà nó nhưng nói về vấn đề một cô gái thất tình, một chàng trai vì biết người chàng trai đó có đã có gia đình có hạnh phúc rồi mà vẫn bỏ đi và quen cổ, thì cổ cảm giác là cổ đau lòng, cổ chui vô gần, cổ bỏ trốn vô gần, cổ tự giận cổ chết ấy lộn, cổ chôn cho cổ vô gần, cổ tự giận, mà tự giận theo cái kiểu là tự nhiên á, đói hay là cái gì đó không biết, hay cổ chết trên gốc cây. Thương quá ha chị ha. Chuyện này Trinh Nữ Tinh Thi. Dạ em có nghe bài đó. Nghe bài đó chưa? Dạ rồi. Nàng chết trong gừng. Mà có tôi có một đoạn nghe thương, thương cô gái đó ha. Giống như là ông này là một người ca sĩ hay là một người đánh đàn á, cái quen cổ, một nhạc sĩ hay là cái gì đó quen cổ, cái quen cổ rồi xong cô tưởng là ông này chưa có vợ, tưởng cô này ông này chưa có vợ hay là một trai mới lớn lên,
thì ông mới làm quen nha, ông này làm quen với cổ, làm quen là hai người yêu đương sao á, thì đụng cái cổ biết được ông này đã có gia đình, có con hay như thế nào, rồi cổ buồn quá, cổ mới bỏ đi, cổ bỏ xứ cổ đi, cổ vô một trong rừng, điêu gần, thì tình cờ cổ vô gần, thì đến khi người ta tìm được cổ thì cổ đã chết ở dưới gốc cây trong rừng. Thì như mình cảm giác cái chuyện đó là chuyện tình cảm. Đau khổ một người phụ nữ ha, thấy mình thấy thương, thấy mình thích tên đó. Thấy gì là một người đàn bà khác thì hỏi phải cái lộn, chữ lộn để tìm giành giật là tình yêu. Mà cái người này người ta không làm gì. Hy sinh về người mình yêu, gọi là hy sinh đó. Bỏ hả? Làm gì? Tình yêu cao thượng chị ha. Gọi là cao thượng. Được rồi, là cao thượng ha. Dùng cả mạng sống của mình để đánh đổi tình yêu á. Đúng rồi.